đi gọn ra. Đây là anh Nguyễn này ạ. Anh ấy chụp ra, tao chụp trước. Em có xem fanpage đâu? Chụp xa ra. Không, em còn anh Hồng Huy nữa kìa. Rồi. Bút đây. Còn ai nữa? Em. 10.000 tấm nha. Ờ, đúng rồi, đắt thế. Mặc cả chứ. Chó này. Mặc cả chứ. Chú. 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 Cái áo kia đây. Ê, chụp cao lên nó mới đẹp. Chờ đây chụp anh. Còn anh cứ xử nhé, em nhớ sao phải quay đội đến khi lên xe. Này, cả đội vật với sim của nó bảo phải. Ồ, cả đội vật đúng không? Cầm con này bỏ vào quay. Anh ơi, chú ơi, chú, cái này có đang lên trang hả? Làm gì làm? Anh ơi, đội vật, đội vật, đội vật. Đội vật, đội vật. Con này, con này. Con này, con này. Nào, tao cho vật. Chú ơi, chú ơi, vật Hải Phòng nhá. Vật Hải Phòng nhá. Đi vào đây. Đừng vật cầu thú nhá. Tội. Em làm gì? Vật vào luôn. Thật đấy. Phát đi chồng luôn. Ê, ta mình vuông nhanh, mình vuông vào kìa. Nhìn, mày nó cho ai nhỉ? Ngồi, nó vật cái ác đấy, vật ác. Tuấn ơi. Các quen nhau à? Tuấn đi, Tuấn. Mận rửa chưa đây em ơi? Mận rửa rồi. Đây ngày hội em phát nhá. Tuấn. Tuấn đi. Hội là như nào? Chị chụp cho cậu này, tay em đang. Tuấn. Chụp nhá. Anh Long. Cậu lên nhá. Hình cậu ở trong này rồi, tí cậu lên fanpage luôn. Ok Long. Rất ok. Cậu sợ. Anh bên này. Em nói rồi. Ký anh cậu. Anh Ôi Chiều mai. Chiều mai. Chiều mai. Chiều mai. Chiều mai. Chiều mai.